có phải là có giác quan hay chư thiên báo không? Chưa không có thần thông cho nên chưa không biết được. Nhưng mà quý vị cũng biết là thỉnh thoảng thì tức là ngủ trăm giấc mơ, nó mình mơ thì nó không có, mà có một vài giấc mơ mà nó có thì mình chỉ tính có cái giấc mơ mà mình thấy nó đúng rồi, còn những cái giấc mơ mình thấy nó không đúng rồi thì sao? Sao cái đó mình không tính? Có những nguyên nhân như sau để mà nó tạo ra một giấc mơ, nhớ dùm nha. Cần thiết thì ghi lại. Thứ nhất là do ăn uống, một vài loại thực phẩm thì nó cũng sẽ tạo nên giấc mơ. Cái thứ hai là do cái biến động sinh lý, ví dụ như là mật đàm của mình ấy, biến động sinh lý của cơ thể thì nó cũng tạo nên giấc mơ. Cái thứ ba là do suy nghĩ nhiều về vấn đề gì thì mình cũng sẽ mơ về vấn đề đó. Ví dụ như những người mà người thân vừa mới qua đời, họ thường hay nghĩ nhiều về người thân, và cái người đó nó sẽ nằm ở trong tâm trí của họ thì họ rất dễ mơ thấy người thân vừa mất của mình đấy. Rồi cái thứ tư là chư thiên báo mộng. Chư thiên báo mộng thì cái này nó cũng hiếm lắm, tại vì mình phải biết mình là cái thứ gì, tức là mình có phải là người giữ giới hay không, giới hạnh của mình có phải trong sạch hay không, thì mới đáng để chư thiên báo mộng. Chứ còn trong kinh Tệ Túc á, chư thiên gớm mùi của loài người đứng cách xa 100 do tuần. Rồi hơn nữa, loài người á, thường xuyên chìm đắm trong các tâm bất thiện, tham, sân và si, thì chư thiên họ cũng lười để ý đến mình lắm. Thì cho nên mình phải đặt câu hỏi là mình dựa vào cái gì, mình là ai, cái phước mình tới đâu mà chư thiên báo mộng cho mình. Và cái thứ tư đó là cái nghiệp. Tức là với một số người họ, ví dụ như là họ chuẩn bị họ đi địa ngục thì họ sẽ thấy những cái cảnh ở địa ngục. Những người mà chuẩn bị升天họ sẽ thấy cảnh cõi trời, ví dụ như vậy. Ngoài ra đó thì nó còn một cái trường hợp như thế này, mà ở Pháp nó có từ là déjà vu, tức là sao? Tôi đã thấy cảnh này rồi, tôi đã gặp cảnh này rồi. Thì sư có một cái suy luận như sau, mà suy luận này là dựa theo kinh tạng chứ không phải là sư bịa ra. Tức là trong cái đời trước mình đã từng làm việc này rồi, đúng hoàn cảnh này, đúng con người này, mình đã từng làm đúng việc này rồi, và bây giờ mình chỉ đơn giản mình làm lại chuyện đó thôi. Giống như cái người nghệ sĩ đó, họ lên sân khấu họ diễn bấy nhiêu đó việc, thoại bao nhiêu đó lời, làm bao nhiêu đó cảnh, thì khi họ lên sân khấu khác thì họ cũng diễn lại y chang như vậy. Tức là nó cũng có những kiếp mà nó cũng là cái đất nước Việt Nam này, nó cũng là cái thành phố này, nó cũng là cái nơi sống này, nó cũng là bản thân mình trong cái cơ thể như thế này, tên tuổi như thế này, tính cách như thế này, có người thân như thế này, làm công việc như thế này, gặp cảnh như thế này và giải quyết việc nó như thế này. Có đôi khi chúng ta chỉ đơn giản là chúng ta diễn lại cái vở kịch luân hồi, có gì biết không? Dựa vào đâu mà sư nói chuyện này? Có một lần Đức Thế Tôn đi đến bờ sông nơi thiêu các xác chết. Đức Thế Tôn gặp một bà hoàng hậu thiêu xác người chồng của mình, tức là đức vua đó. Thì Đức Thế Tôn nói đó là bà đã cho cái người chồng tên như vậy đã nhiều kiếp lắm rồi.
Bà hoàng hậu mới hỏi Đức Thế Tôn là ngài đang nói về người nào và đang nói về người nào. Đức Thế Tôn nói ta đang nói về ngươi đó, tức là bà hoàng hậu với tên này cũng khóc nhà vua với tên này vừa mới qua đời. Trong rất nhiều kiếp trước đã có rất nhiều kiếp cũng là bà hoàng hậu tên này khóc nhà vua tên này. Tức là bà hoàng hậu chỉ đơn giản là diễn lại một vở kịch mà cái dòng sinh tử luân hồi đó cứ đến cảnh gặp đúng người là khóc đúng kiểu, diễn đi diễn lại diễn đi diễn lại một cảnh một thôi. Cho nên có đôi khi mà sư nói có thể nha, có thể mình có cảm giác là cái này mình đã thấy rồi, thì nó chỉ đơn giản là trong dòng sinh tử luân hồi đó mình đã diễn cái cảnh này rồi, và do mình diễn nhiều lần á, diễn nhiều lần quá rồi cho nên là mình có ấn tượng vậy thôi.